quyền gì á. Tao nói cho mày biết, tao về cái nhà này được bố mẹ mày đưa đón tận nơi nhá, thì tao có phải ở không, tao đến tao ở không nhà mày nhá. Biết chưa? Bao nhiêu năm tao đồng cam cộng khổ mẹ anh trai mày mới có cái sự nghiệp ngày hôm nay. Mày biết chưa? Mày nghĩ tự nhiên không có tao mà có á? Hả? Việc nhà tôi là chỉ làm chỉ để sâu thôi. Mày có quyền gì nào này cả, chị hiểu không? Dâu trưởng, anh mày là cháu đích tôn, tất cả mọi việc trong gia đình hương hỏa cúng bái thì đều đến tay tao cả, đúng không? Bây giờ mẹ bán đất được 2 tỷ, ừ, mẹ cho mày 100-200 triệu, chị không ý kiến gì cả. Nhưng bây giờ mày, bây giờ mẹ bảo là chia cho mày một nửa. Chị hỏi mày mỗi lần cúng bái, mày về mày đóng góp được bao nhiêu? Mày không lấy chồng rồi, con gái lấy chồng xuất giá đã đi, đúng không? Mẹ đấy có nói thế có đúng không? Các con để yên, mẹ nói. Bây giờ con gái cũng là con đang là con, thì bây giờ nhìn nhà nước nó lại như thế. Bây giờ con gái được muốn cho mà con dân muốn cho thì các con bây giờ cứ phải mẹ cho cô ấy 100-200 triệu, con không ý kiến gì cả. Bây giờ cô ấy xuất giá đã đít rồi, bây giờ tất cả mọi việc đổ hết lên đầu con. Một năm nhà mình có bao nhiêu cái cúng, một mình tay con, một mình tay vợ chồng con lo hết. Mà chúng nó cũng về, nó cũng tham gia. Đất của mẹ tôi cho tôi, đây là chuyện của mẹ nhá, chị không có quyền gì mà lên tiếng cho cái nhà này cả, chị hiểu không? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá, từ cái ngày tao về cái nhà này, mày xuất giá đi lấy chồng, cái lúc mày đi lấy chồng cũng là một tay tao lo mấy trăm triệu để cho mày xuất giá, làm của hồi môn cho mày xuất giá. Bây giờ mẹ bán được cái mảnh đất, mày nghe đến mẹ bán đất được cái, vợ chồng mày cáo tao về đây làm cái gì? Mẹ bao nhiêu mày, mẹ ốm, mẹ bố ốm, sao mày cũng về đi? Bây giờ mình mới cáo cái mặt mày về làm cái gì? Thế mẹ bán được đất được cái, mày về ngay thế. Cái gì mà chị nói hả? Mẹ cho ai là quyền của mẹ nhá. Anh tôi là con gái này, chị cái gì nói mà anh chạy đến thế nào đi chứ? Việc thì là chồng mình nữa. Thì giờ đất có mẹ thì mẹ muốn sao bây giờ? Đúng rồi, mẹ muốn cho ai, mẹ cho tôi đấy. Hả? Chị làm sao? Anh đừng kêu nữa đi. Anh đừng kêu đi, mỗi lần cố bạn ta đứa tiền nhắc bỏ chồng mình bỏ ra, anh đừng kêu nữa đi. Anh đừng thay nữa. Bây giờ em rời cái số tiền này cho ai? Bớt bỏ lại đi. Mày nói ít thôi. Đầu hết cái đầu nữa. Mày nói vừa cả con này nữa. Cả mày nữa, cả mày nữa đấy. Em làm sao? Mẹ cho em chứ mẹ. Mày sống vô tâm nữa vừa vừa thôi. Từ trước tới giờ cái việc nhà này có bao giờ mày tham gia vào? Bao nhiêu cái khó khăn coi như là ở cái nhà này mà qua có bao giờ mày có trách nhiệm không? Bây giờ thấy mẹ để anh chị mày cánh cho mày còng đừng, kể cả lúc đấy chồng đến giờ nữa, thằng chồng cũng một chồng mày, chồng mày, mày cũng vô tâm lắm cơ. Mày mắng em là như thế, mày không được mắng em là như thế. Anh biết cái gì mày nói hả? Vâng mẹ ơi, bây giờ con mẹ thì mẹ bênh, nhưng con nói với mẹ biết bố mẹ cái lúc bố mẹ đi viện đấy ạ, có thấy mặt con gái mẹ không ạ? Hay là chỉ có hai vợ chồng con thay nhau ạ? Hả? Chị ý con là không chăm sóc mẹ đúng không? Đúng rồi đấy. Mày nghĩ là thêm hai vợ chồng mày những cái lúc bố mẹ đi viện 10 tháng vừa rồi ấy, mẹ đi viện đi, mày lên được ngày nào? Hả? Chị biết là tôi không lên. Hả? Chị biết là tôi không lên. Tao chăm mẹ trong đấy một tuần rồi ở trên viện, mày lên mày cho bố mẹ được 1 triệu, xong hai vợ chồng mày cắt đít về đây, mày bảo mày đầu tư cái gì, mày làm ăn cái gì? Nói cái chuyện đầu tư của vợ chồng con, chị biết cái gì mà chị nói? Hả? Chị biết tôi đầu tư như nào à? Hả? Tao nói cho mày biết nhá, cái lúc mà khi chúng mày làm ăn thua lỗ, mày về mày ngấm ngầm mày vay anh trai mày mấy trăm triệu, mày nghĩ tao không biết á? Tao biết thừa nhưng tao bỏ qua, mày biết chưa? Nó đã trả anh cái số tiền đấy chưa? Nó đã trả anh cái số tiền đấy chưa? À, thôi sao mày nói nhìn nhiều thế? Anh trai tôi nhá, vay nhau là chuyện bình thường. Anh chốt cho tôi là chuyện bình thường. Mày vừa phải thôi. Im như mồm đi. Tao nói im đấy. Tao nói cho mày biết nhá, xuất giá ra đi. Mày vay của anh mày thì mày phải có trách nhiệm giả. Đến bây giờ vợ chồng mày thấy mẹ bán được đất là cái mày đến nhanh thế. Tôi đéo trả ấy. Tôi không trả nữa ấy. Mày nói như thế làm sao chị mày bất nóng được? Bất nóng là chuyện của chị ấy. Mẹ thấy cái bản mặt nó chưa? Nó đi vay tiền của vợ chồng con, cái tiền đấy có phải tiền của một mình chồng con? Thế nhưng mà mày có nói nhiều lắm. Đúng chứ chị nói không phải. Nhưng mà mẹ đã bao giờ công bằng với vợ chồng con chưa? Mẹ có cái gì mẹ cũng tấn tối mẹ mang cho nó. Con mua được cái tủ lạnh mẹ cũng ở đây mẹ mang về mẹ cho nó. Nếu mà con không về kịp thì mẹ cũng mang mẹ cho nó. Ừ, thì con thì mẹ cho thì bình thường. Ừ, thì coi như là nó bé. Nó bé nhất trong nhà nó đi lấy chồng. Ừ, mẹ bù chỉ bút chứ cho nó. Con không hề nói một câu nào cả. Nhưng ngày hôm nay là mẹ quá đáng quá rồi. Chị đừng có chỉ với mẹ tôi. Thôi bác Cam. Thì bây giờ mẹ bố mẹ cho đất thì đứa nào thì đứa hưởng nữa đấy. Nhưng mà bà ơi, nếu như hàng một ngày cuộc sống gia đình rồi có cái chuyện gì nó đến nó ủng hộ nhà cháu một tí. Ừ, nó đến nó phi. Thôi bà ơi, chị ơi, cái này được rồi. Em góp một tí. Tôi em có trong đây tiền, em góp với anh chị một tí. Cháu không bao giờ nói gì. Chúng nó chỉ biết nhân nhân suốt ngày đi du lịch rồi các thứ ấy, làm ăn thua lỗ thì nó vay tiền của chồng cháu. Mày đừng có láo nha. Thôi được rồi. Anh nói cho mày nghe nhá, mày cũng vừa ấy phải thôi. Trong cái lúc lợ lần như thế, mày cứ sống sang chảnh như thế, ai mà thông cảm cho mày được. Anh dai mày này, từ trước tới giờ này, từ bé này, từ nhỏ nữa này, từng biết cho mày như thế nào.
lương đi của mày như thế nào, nhưng chính anh này anh cũng không chấp nhận được mày. Mày nghe tao chưa? Anh cứ chờ đó, tao làm mày lọ như thế, mày nhờ mày mày vun làm ăn như thế mà bây giờ không có tiền mày cứ đi du lịch để cho sang chảnh, những ai mà thông cảm cho mày được? Vừa nói vừa thôi, đừng nói nhiều quá. Mẹ được, anh nói vừa thôi. Mẹ được, mẹ cũng bệnh nó vừa thôi, mẹ cũng thương nó vừa thôi. Tao còn gì nói cho nó, nào em của mày. Con mới là người sống với mẹ cả đời này. Thương sau em là đúng. Sau này mẹ ốm mẹ nằm ra đấy, một mình con chăm. Mẹ dạy con là thương em là đúng, con đồng ý. Nhưng mà thương con để ở đây không phải là chiều. Mẹ chiều em quá. Nó bây giờ nó sống bất chấp như thế làm sao được? Mày sẽ nói đấy hả? Chứ có quyền gì trong cái nhà đấy? Tao có quyền gì á? Tao nói cho mày biết, tao về cái nhà này được bố mẹ mày đưa đón tận nơi nhá. Thì tao có phải ở không, tao đến tao ở không cho mày nhá. Biết chưa? Bao nhiêu năm cái đồng gan còn khổ mẹ ăn chay mày mới có cái sự nghiệp mày hôm nay. Mày nghĩ chưa? Mày nghĩ tự nhiên không có tao mà có á? Phải không? Chị có làm chứ chỉ là dâu thôi. Chị có quyền gì nào này cả, chị hiểu không? Ok, tao là dâu đúng không? Thì công việc của nhà mày ấy, anh bảo nó đây, mỗi ngày vừa có công việc ấy, anh ngồi em gái hết mà. Thằng này làm sao mà mày để vợ mày nói với em như thế hả con? Thôi, anh đã cho anh mới nhiều thế à? Hả? Đây sao? Con nhà bố mẹ tôi tao nói mày biết, mày đừng có lão tuyết nhá. Đấm nó vừa anh bỏ ra đúng là chạm đây. Thôi bây giờ mẹ nói con nghe là con đẹp lắm nha ngôi. Không nghe nói cho mẹ biết nha, đừng lấy giờ. Có mẹ đúng ở đây ấy. Con lại mẹ lắm nhá, còn nó cái loại lõi nha, con đập tan cái mặt nó ra. Con làm sao? Mày biết chưa? Tôi đi về phòng. Anh nào biết? Thôi anh từ từ để lặng yên. Còn cái loại mày nhá, mày đừng có hơn mày với tao. Mày ăn tao. Mày có quyền gì mà mày đuổi tao hả?